thời gian qua, cái tên công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường tốn không ít giấy mực của truyền thông. Song có một điều lạ là người đại diện pháp luật cổ đông lại không hề có tên doanh nhân Hoàng Hường. Công thức xương khớp 100 tỷ đồng, 4 nhà máy, 2.000 nhân viên người này thường phát biểu cũng không hề thấy trong các tài liệu tài chính. Theo đó, nói tới thương hiệu Hoàng Hường, từ chuỗi phòng khám nha khoa tới công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, người ta sẽ nghĩ ngay tới bà Hoàng Thị Hường. Thế nhưng thực tế, nữ doanh nhân này lại không đứng tên người đại diện pháp luật cũng như cổ đông công ty. Thông tin từ Hệ thống Thông tin Đăng ký Quốc gia cho biết, công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường có trụ sở ở tầng 6, số 36 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đăng ký lần đầu vào ngày 19 tháng 8, 2021. Công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, cổ đông sáng lập là ông Phạm Thành Phương góp 5,4 tỷ đồng, tương đương 90%, bà Nguyễn Thị Hằng Trang góp 300 triệu đồng, tương đương 5% và ông Tô Văn Tưởng góp 300 triệu đồng, tương đương 5%. Giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh. Không phải là cổ đông, không có bất kỳ thông tin trên hệ thống đăng ký của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở rất nhiều sự kiện lớn của công ty, bà Hoàng Hường đều thể hiện vai trò quan trọng, nhiều sản phẩm gắn liền tới tên tuổi bà. Bên cạnh đó, trong nhiều livestream bán hàng, bà Hoàng Hường chém gió rằng đã bỏ ra 100 tỷ đồng để mua công thức xương khớp, có 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, hơn 10 mã sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường được thuê gia công tại công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Abifa, công ty trách nhiệm hữu hạn dược thảo Hoàng Thành, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Amepro Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Nasaki. Công thức xương khớp 100 tỷ đồng bà Hoàng Hường quảng cáo cho sản phẩm của mình cũng rất bí ẩn. Số liệu tài chính cho thấy, khi kết thúc năm tài chính 2021, tài sản hữu hình của công ty rất thấp, chưa đến tiền tỷ. Vẫn theo số liệu tài chính năm 2021, công ty Hoàng Hường báo cáo chỉ chi trả 1,24 tỷ đồng tiền lương, với số nhân viên được quảng cáo lên tới 2.000 người. Nếu không có các phương thức chi trả lương khác thì trung bình 4 tháng cuối năm 2021, mỗi nhân viên chỉ nhận về 660.000 đồng trên một người cho 4 tháng, tương đương 155.000 đồng trên một tháng. Thế mà chỉ sau 8 tháng thành lập, 7 tháng chính thức đi vào hoạt động, với số vốn điều lệ đăng ký là 6 tỷ đồng, công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường đã tổ chức hội thảo tri ân 5.000 khách hàng với chi phí tự quảng cáo lên đến 7 tỷ. Câu hỏi đặt ra là tất cả những lời nói của bà Hoàng Hường về công ty, về nhà máy sản xuất, về nhân viên, về công thức xương khớp liệu có đáng tin?